Nghe câu giả dối, câu chuyện em nói hơi xa vời, em lừa em rất đôi ba lời. Thôi thôi em ơi, đường ai nếu bay còn đâu nếu thơ ngây em là lắm. Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn. Welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ làm một cái mẫu chuyện cười liên quan tới em VinFast. Quý vị, cái mẫu chuyện cười nó rất là đơn giản như đang dẫn luôn. Nó sẽ làm cho quý vị cười nghiêng, cười ngã, cười mà coi như là rất là mắc cười luôn á. Đó là kinh doanh bằng lòng yêu nước thì sẽ dẫn tới hậu quả gì? Đó là hậu quả gì thì quý vị xem video xong quý vị sẽ biết. Ok. Thì quý vị, em VinFast là một cái thương hiệu xe đình đám nhất hiện nay ở trong lòng những người nói tiếng Việt trong và ngoài nước, những người Mỹ nói tiếng Việt cũng như là những người Việt nói tiếng Mỹ. Thì em VinFast hiện giờ sau khi mà đã xuất qua bên Mỹ được 2 lô hàng, tính từ cuối năm 2022 tới bây giờ, hoặc là bây giờ là tháng 9 của năm 2023 luôn rồi, là coi như hai lô hàng đó tổng cộng có 2.000 xe quý vị. Và sau 9 tháng trời đó thì hiện giờ cái số lượng mà đã cho mướn, cho thuê gì đó, nó coi như nó không có nhiều hết á, nó chỉ được lèo tèo vài trăm xe thôi. Dĩ nhiên là gì, các coi như là cò xe và các fan của em VinFast đó quý vị, thì coi như là mấy em đó nói là trời ơi, xe VinFast người ta cho mướn bán gần hết bên Mỹ rồi. Dựa vào số liệu từ lấy từ cái trang gọi là Motlines. Motlines thì trước tiên chúng ta không biết Motlines là cái quần què gì hết, nhưng mà it's ok. Cứ cho là như thế đi. Thà như thế, thà dần như thế, thà đừng có níu kéo xót xa lòng đau chi hỡi em. Đó. Thì mấy em đó cứ cho là em VinFast đã bán hết hai cái lô xe trên đất Mỹ đi, chấp nhận. mặc dù nó không chính xác nhưng mà không sao, chúng ta rất là thoải mái. Mấy em đó thích nổ, chúng ta cho nổ. Trước tiên là hiện giờ đã là tháng 9 của năm 2023 rồi, hoàn toàn không có bất cứ cái lô hàng nào mà nó chuẩn bị qua Mỹ hết, mà cứ cho là trong vòng vài tháng nữa nó qua Mỹ đi. Tức là từ tháng 9 của năm 2023 cho tới cuối năm 2023 cao lắm thêm một cái lô hàng nữa qua Mỹ hả? Tức là từ cuối năm 2022 cho tới cuối năm 2023 em VinFast qua bên Mỹ được tổng cộng là 3 lô xe chở 3.000 chiếc xe. Thấy không? Trong khi đó Mỹ là một cái thị trường lớn nhất thế giới, một năm bán tròn chèm không có bao nhiêu hết, có cỡ 16-17 triệu xe. Again, mình sẽ lặp lại, 16-17 triệu chiếc xe. Mà em VinFast, một thương hiệu là gì? Muốn lật đổ Tesla, bỏ xa Trung Quốc. Một thương hiệu là coi như làm chao đảo thị trường chứng khoán Mỹ, làm thay đổi lịch sử chứng khoán Mỹ, làm hàng ngàn người Mỹ dậy chào, làm cả thế giới kinh ngạc, làm Nhật hàng há mồm, làm Trung Quốc kinh sợ. Trong suốt một năm trời, ở trên đất Mỹ này, chở qua Mỹ 3.000 xe, nhưng mà cao lắm bán đâu chắc được có 500 xe là cùng cho mướn chứ không phải bán nữa, nhưng mà cứ cho bán luôn đi đó. Tại vì sao? Tại vì có một sự thật là gì, hiện giờ VinFast đã chở qua Mỹ tổng cộng là 2.000 xe rồi, đúng không mấy em fan của VinFast? Nhưng mà VinFast chưa có bán được hết, nó vẫn còn ấy một đống, thì chúng ta có thể chắc chắn là gì, cái lô hàng kế tiếp nó cũng sẽ bị ấy một đống. Nhưng mà bỏ qua yếu tố là cho VinFast bán hết luôn á. Thì có cái coi như là theo cái báo cáo mới nhất của VinFast thì coi như là gì, nó mỗi một ngày trên đất Mỹ này nè quý vị, mỗi một ngày để mà gọi là cắm cờ trên đất Mỹ, em VinFast tốn rất là nhẹ nhàng 9 triệu đô la một ngày. Again, mình xin lặp lại, 9 triệu đô la một ngày chi phí của em VinFast để mà duy trì hoạt động VinFast. Để làm cái thumbnail coi, VinFast tốn 9 triệu đô, 9 triệu USD một ngày để mà nuôi giấc mơ Mỹ quý vị. À. Đó không? 9 triệu đô một ngày tương đương với 230 tỷ đồng tiền Việt Nam. Everyday quý vị từ cứ ngủ đêm thức dậy là VinFast đã tốn 230 tỷ đô đồng tiền Việt Nam, tương đương 9 triệu đô để mà gọi là cắm cờ cho đất Mỹ. Và dĩ nhiên coi như là mấy em Vino fan cuồng của cò xe của VinFast cũng hay nói vậy nè, trời ơi đất nha, VinFast đã cắm cờ thành công cho đất Mỹ rồi, VinFast bắt đầu là chinh phục thế giới đây, em sẽ chuẩn bị xuất khẩu xe qua bên Israel, tức là Do Thái đó quý vị. Trước tiên là mấy em Vino cũng như là fan cuồng cũng như là quý vị,
VinFast nó không có cắm cờ gì trên đất Mỹ hết. Tại vì sao? Tại vì mỗi một ngày em VinFast tốn 9 triệu đô ở trên đất Mỹ, tốn 230 tỷ đồng tiền Việt Nam mỗi một ngày, và xe đưa qua Mỹ thì hầu như là cũng có người mua đó, ok, cũng có người mua đó, nhưng vấn đề là gì? Ế quá, ế quá. Kinh doanh mà coi như là doanh thu không có thấm thía gì so với chi phí hết, quý vị nghĩ xem. Bán được mấy chiếc xe, bán bao nhiêu chiếc xe mới cover nổi cái chi phí một ngày 9 triệu đô, đúng không? Bán bao nhiêu chiếc xe, đúng không? Thành thành ra là gì? Không có thấm thía vào đâu hết á. Và coi như cắm cờ trên đất Mỹ đâu thì không thấy, chỉ thấy là cây cờ này nó sắp bị coi như bị gió thổi bay ngược về nước nó rồi. Ok, không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Lên sàn chứng khoán. Hiện giờ VinFast giá cổ phiếu hôm nay là hình như còn 17 đồng. Mà again, cái giá đó là mình chắc chắn 100% trong vòng có 2-3 tháng nữa thôi, nó sẽ xuống còn penny stock. Dĩ nhiên là gì? Again, sẽ có rất là nhiều đối tượng fan cuồng của VinFast không tin. Nhưng mà không sao, không tin cứ mua. Không tin cứ mua, để xem ai tốn tiền cho biết. Ok, không? Và cái quan trọng là gì? Mình xin lặp lại, cổ phiếu VinFast VFS nó sẽ xuống còn penny stock 100%, I can guarantee that. Không? Dĩ nhiên là gì? Cái đó là mình nói phong long vậy thôi. Okay. Không? Tính hay không tùy, tính hay không thì tùy. Không? Tức là hiện giờ đó quý vị, xe đưa qua Mỹ bán không được, cắm cờ trên đất Mỹ đâu không biết, tốn một ngày 9 triệu đô, lên sàn chứng khoán Mỹ gây vốn chưa được mà giá cổ phiếu là coi như là còn có mười mấy đô, 1-2 tháng nữa thôi, còn coi như là vài đô, chưa có gây vốn được là coi như là bức vốn mà. Ok, không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhà máy ở trên đất Mỹ này, VinFast đang xây dựng nhà máy. Vậy nhà máy VinFast ở đâu? Nhà máy VinFast ở tại bang North Carolina. Nhưng mà hiện giờ không có nhà máy VinFast ở tại bang North Carolina. Nó mới làm cái lễ động thổ mà thôi. Đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Yes, đúng rồi. Tức là hiện giờ không có nhà máy VinFast. VinFast không có sản xe xuất xe trên Mỹ, đúng chưa? Đúng rồi. Vậy tức là không có nhà máy VinFast gì ở đây hết, đúng chưa? Đúng rồi. Và hiện giờ cũng không có lô xe nào VinFast xuất qua Mỹ hết, đúng chưa? Đúng rồi. Và VinFast đang bị ế một đống xe trên đất Mỹ, đúng chưa? Đúng rồi. Ủa vậy cái gì cũng đúng hết. Vậy có cái nào là sai không? Không có cái nào là sai hết. Ok. Trước đây là chúng ta đang xác định nãy giờ là gì quý vị? Giấc mơ cái câu chuyện mà cắm cờ trên đất Mỹ của VinFast đã tan thành mây khói rồi. Chúng ta có thể chắc chắn 100% cái điều đó. Không? Dĩ nhiên là gì? Again, các cò xe và một số Vino cũng không tin nữa. Nhưng mà không sao. Tại vì có cái bằng chứng khác có thể chứng minh được cho quý vị thấy là gì? Mấy Vino với coi như là với cò xe đang gọi là đang thiêu dệt mộng dùm cho em VinFast quý vị. Tại vì sao? Có cái câu chuyện khác. Đó là trong 7 tháng ở ngay tại thị trường Việt Nam luôn, 7 tháng trời năm 2023, từ tháng Giêng cho tới tháng 7 năm 2023. Ở ngay tại thị trường Việt Nam, ngay tại sân nhà, ngay tại quê hương, ngay tại đất nước của em VinFast. Em VinFast đã bán được cỡ 14.000 xe. Thì quý vị cũng chúng ta sẽ làm toán, một bài toán rất đơn giản. Đấy, mình đã làm rồi. 14.000 xe mà chia cho 7 tháng thì mỗi một tháng là coi như là chơi cỡ 2.000 xe, đúng chưa? Đúng chưa nào? Có làm gì có gì sai không? Toán về là coi như là được 10 điểm. Ok, được 10 điểm. Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì quý vị? Chúng ta phải nhấn mạnh một điều. Đây là sân nhà của em VinFast. Mà Việt Nam là coi như gần cả 100 triệu người, đúng không? Và kinh tế Việt Nam cũng rất là phát triển, đúng chưa? Và coi như là thị trường xe hơi ở Việt Nam là coi như cũng được 300-400 ngàn xe một năm, đúng không? Tức là mỗi một tháng ở nước Việt Nam cũng tiêu thụ được ở trên dưới 30 ngàn chiếc xe một tháng, đúng chưa? Mà chúng ta đang nói là thương hiệu xe quốc dân, tức là VinFast, tại vì VinFast được các cò xe Vino mệnh danh là xe quốc dân, tức là xe coi như là xe của người dân Việt Nam, nhưng mà nó lại tiêu thụ được có 2.000 xe một tháng trong cái thị trường là nó tiêu thụ 30.000 xe một tháng. Sao cái bài toán này thấy nó có cái vấn đề nằm ở đâu vậy ta, nó kỳ kỳ sao á, nó nghe nó không có hợp lý lắm. Nhưng mà không sao, cái bài toán này nó còn kinh điển hơn nữa, tại vì cái đáp án này nó cũng chưa có đúng. Tại vì sao quý vị? Theo một cái báo cáo mới của VinFast nộp cho Sở Chứng khoán Mỹ á, thì có cỡ phân nửa lượng 14.000 xe này nè,
Cũng trong 7 tháng này, cũng là từ đầu năm tới giờ, nó được bán cho bên công ty Taxi Xanh. Mà Taxi Xanh là quý vị cũng biết rồi đó, là công ty của tập đoàn Vingroup. Để bây giờ mình sẽ làm một cái biểu đồ nho nhỏ. À, đây Vingroup nè, công nhận viết banh tờ giấy luôn Vingroup, không? Ở đây VinFast, công nhận thấy cái nào mà nhờ VinFast, còn đây là gì? Taxi Xanh. Taxi Xanh. Xanh lét luôn, chuyến này là xanh dữ lắm luôn á, một ngày lỗ 9 triệu đô mà xanh dữ lắm luôn á. VinFast làm xe. Làm xe điện. Taxi Xanh mua bán cho Taxi Xanh xe điện. À, công nhận đó nha, trời ơi trời. Chiến này nè nè quý vị, thì chúng ta cũng đã biết rồi đó, Taxi Xanh với VinFast đều là coi như là của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mà ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Vingroup, mà Vingroup có nghĩa là của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hay nói cách khác có nghĩa là VinFast với Taxi Xanh á, nó là coi như anh em họ hàng với nhau. À, mà VinFast thì quý vị cũng đều biết rồi đó, VinFast là gì? Làm xe. Đúng không? VinFast sao làm xe điện. Ok, thì nó nói nó làm xe điện, nó nói nó sản xuất xe điện. Mà Taxi Xanh á là kinh doanh bằng xe điện. Và dĩ nhiên nữa là gì? Chúng ta cũng thừa biết là gì? VinFast bán xe điện cho Taxi Xanh. Tức là nó cách khác là cái tay phải bán cho tay trái. Xong tay trái á nó dùng xe điện đó để nó kinh doanh. Nghe thì thấy wow, công nhận nó nghe một bà VinFast đã đi một nước cờ kinh doanh quá hay, có thể vừa bảo vệ môi trường mà lại giờ coi như là kiếm thêm chi phí để mà duy trì hoạt động trong lúc khó khăn. À, cái đó là câu nói của mấy em Vino cũng như là cò xe quý vị. Trước tiên là gì? Không có chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì Taxi Xanh này nè mua tổng cộng là cỡ 7.000 xe trong số 14.000 xe mà VinFast bán. Hay nói cách khác, nếu mà không có Taxi Xanh này mua, hay nói cách khác có nghĩa là không có bán xe cho Taxi Xanh, tức là anh em họ hàng với VinFast, thì VinFast cái doanh số của nó chỉ là coi như là 7.000 xe thôi chứ không phải 14.000 xe, tức là tương đương với 1.000 xe một tháng ở ngay tại sân nhà, ở ngay tại Việt Nam luôn, ở ngay tại đất nước 100 triệu dân. 1.000 xe một tháng, đúng không? Và thứ hai nữa đó, nếu mà ngay trong cái trường hợp đó đó thì Taxi Xanh nó cũng không có giúp gì được cho VinFast đó. Tại sao? Tại để mà kinh doanh taxi quý vị cũng biết là tốn kém, phải tiền bảo trì, tiền này tiền kia, không chứ chứ đâu phải là tự nhiên VinFast mà đưa xe cái là có thể kinh doanh được, không? Đâu có chuyện đó. Mà kinh doanh là phải hao mòn, phải tốn đủ thứ chi phí hết. Đại khái là tổng cái chi phí nói chung á không có nhiều lắm, một ngày tốn 9 triệu đô thôi. 9 triệu đô tương đương với 230 tỷ đồng tiền Việt Nam một ngày. Cứ mỗi 24 giờ trôi qua là VinFast tốn 9 triệu đô. Cứ mỗi 24 giờ trôi qua là VinFast tốn 9 triệu đô. Cứ mỗi 24 giờ trôi qua là VinFast tốn 230 tỷ đồng tiền Việt Nam. Điều chi? Tại vì sao? Nó quá chi nhiều chi phí, quá chi nhiều hoạt động kinh doanh, quá chi nhiều cái chi phí nó cần phải trả. Trong khi đó tiền thì tiền họ doanh thu không có gì hết đó, ok. Thì chúng ta mới quay trở lại cái câu chuyện. Không, cái này nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên là VinFast có rất là nhiều fan hâm mộ, chúng ta thừa biết điều đó rồi đó. VinFast có nhiều fan hâm mộ lắm, trời ơi, nhiều fan lắm, nhiều cò xe lắm, cái gì nó cũng nhiều hết á, nhiều lòng tự hào, nhiều lòng yêu nước lắm. Vấn đề là ủa tại sao mà VinFast nó bán không được xe trong đất nước 100 triệu dân đó? Tại sao bao nhiêu triệu fan hâm mộ mà lại VinFast nó bán không được xe? Tại vì rõ ràng quý vị nghĩ xem, cái doanh số ít ỏi này đó nghe, trước tiên là nó còn ít hơn là xe xăng của VinFast nữa. Thứ hai nữa là gì? Quý vị nghĩ xem, một tháng 1-2 ngàn xe, thậm chí cho 3 ngàn xe luôn, thì một năm 12 tháng là được bao nhiêu ngàn xe? Không có bao nhiêu hết. Mà chúng ta đang nói chuyện là nó bán cho taxi, Taxi Xanh, taxi cũng của nó luôn. Mà cái quan trọng hơn nữa là cái điều kinh điển là gì? Taxi Xanh đó, nó đâu có thể mua xe cho VinFast hoài được. Nó chỉ có thể mua một số lượng nhất định thôi, kinh doanh taxi mà.
không lẽ quên phá sản xuất qua ra bao nhiêu nó thầu hết vậy, gửi khách đâu nó chở đúng không, nó còn phải cạnh tranh như gì nè, Mai Linh, Vinasun, gì nè, còn rồi bao nhiêu hãng nào nữa, không Gáp đâu nữa, nó đâu có thể nào mà nó coi như là xe WinFast tồn bao nhiêu nó cũng thâu vô được. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái câu chuyện lớn nhất là tại sao cả 100 triệu người, tại sao bao nhiêu triệu fan, bao nhiêu triệu người hâm mộ, bao nhiêu triệu người tự hào, bao nhiêu triệu người coi như là yêu nước mà lại không mua nổi cho VinFast được vài ngàn, vài chục ngàn xe một tháng. Thì chúng ta có thể chắc chắn 100% là gì? Thứ nhất là mấy em đó không có tiền, quý vị. À, chúng ta có thể chắc chắn điều đó. Thứ hai là mấy em đó đang lùa gà. Lùa gà có nghĩa là mấy em đó xúi người khác mua nhưng mà mấy em đó không có mua. Tại vì mua xe VinFast quý vị cũng biết rồi đó. Xe vô danh mà kêu giá trên trời quý vị. Kêu gì đâu mà giá 40-50 ngàn, ai tiền bạc đâu mua. Vậy thứ hai nếu mà có tiền bạc nó mua thì mua nó làm gì? Quý vị nghĩ xe 40-50 ngàn đô. Với mức cái như là gì? Theo theo mà coi như là theo những dòng tâm sự của cò xe VinFast thì mấy cò xe VinFast nói gì nè quý vị. Trời, những người Việt kiều mà ở hải ngoại mà coi như không thích VinFast, không yêu mến VinFast, chỉ có hai loại thôi, một là chống phá, còn hai là không có tiền. Thì ai chống phá thì mình không biết. Nhưng mà loại thứ hai là mấy em đó nói là không tiền. Tức là theo cái định nghĩa của cò xe VinFast với các fan cuồng VinFast quý vị thì bất cứ ai trong và ngoài nước không mua xe VinFast hay là nói chê qua xe VinFast mắc là đều không tiền hết. Vậy thì tại sao mà cả 100 triệu người yêu nước, cả 100 triệu người coi như là tự hào mà lại VinFast nó bán không được xe? Lý do tại sao? Lý do tại sao? Lý do là tại sao, trả lời không? Đó, gõ gan gõ gan, tức là bây giờ theo 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 cái như là cái ý kiến của những cò xe cũng như là những em fan cùng VinFast là chỉ những người nào mà chê bai VinFast là một là tự nhục, hai là chống phá, ba là không tiền, hai bốn là khát nước. Vậy thì tại sao mà bao nhiêu em yêu nước, bao nhiêu em tự hào mà lại không mua xe VinFast mà để cho nó, cái doanh số này là cái doanh số móc meo, cái doanh số này là coi như VinFast nó bị ế mà thảm luôn á. Chính cái doanh số như vậy mới làm VinFast nó tốn 9 triệu đô một ngày. Nếu mà VinFast mà nó bán được một ngày mà có 30 ngàn xe một ngày á, ha, hay thậm chí là gì nè, một ngày á mà nó bán cỡ 10 ngàn xe thôi, tức là một năm nó bán 300-400 ngàn xe là nó đã có lời rồi, thấy không? Nhưng mà cái này chúng ta đang nói chuyện nguyên một tháng và nguyên đang ở tại Việt Nam, đúng không? Thì nó dẫn tới cái câu chuyện khác nữa là gì? À, câu chuyện khác nữa, tức là bây giờ cắm cờ cho nước Mỹ là chúng ta có thể chắc chắn 100% là VinFast đã bị thất bại rồi. Tại vì sao? Ở ngay tại sân nhà kinh doanh không được, ở ngay tại nơi mà coi như có rất là nhiều em tự hào và coi như yêu nước, yêu mến VinFast, nhưng mà VinFast bán không được xe thì không có lý gì mà qua trên đất Mỹ này, nơi mà VinFast nó có rất là nhiều người ghét nó, mà nó có thể kinh doanh được hết. Nó rất là vô lý rất là vô lý luôn á, hầu như không có xảy ra luôn đó. Và thứ hai nữa là gì, với cái tốc độ mà lỗ 9 triệu đô một ngày này, ngoại trừ mà VinFast nó có thể bán một ngày có 10.000 chiếc xe một ngày everyday thì nó không có cái cửa nào nó chở mình được ở đây hết. Nhưng mà chúng ta thừa biết là cái chuyện đó nó cũng không có xảy ra nữa, tại vì hiện giờ là coi như là VinFast nó có 2.000 mấy chiếc xe trên đất Mỹ này nhưng mà nó bị ế bóc email nữa, không còn hàng tồn kho của VinFast ở tại Việt Nam nó cũng ế bóc email nữa, bởi vậy nó mới có xe để mà nó bán qua bên cho taxi xanh ấy chứ nếu không mắc mớ gì nó bán cho anh em của nó làm cái gì hả? Không, mà bán thằng taxi xanh này á nó cũng đâu có mua được hoài, nó mua được chút ít thôi chứ nó đâu có mua được hoài, nó kinh doanh taxi mà đúng không? Không, rồi chưa kể nó là gì, không mà nếu mà ngay tại Việt Nam mà coi như là em VinFast mà kinh doanh mà bết bát như vậy á thì coi như trước tiên là gì, nó cắm cờ cho nước Mỹ là thất bại đúng không, tại vì hiện giờ gõ gan cờ gì bên Mỹ, bây giờ nhà máy thì chưa có, xe doanh số cũng không có, thị trường thị phần cũng không có, chỉ có cái này là có nè, mỗi một ngày
VinFast tốn 9 triệu đô tương đương với 230 tỷ đồng tiền Việt Nam mỗi một ngày, ngày mai tốn 230 tỷ, ngày mốt tốn hai mai 330 tỷ, ngày bữa kia tốn 230 tỷ everyday. Đúng không? Thành ra là bây giờ quý vị, nếu mà quý vị để ý là VinFast coi như là gì, binh cái đường khác, bắt đầu binh đường khác rồi. Bây giờ cắm cờ trên đất Mỹ là coi như thấy không ổn lắm rồi, bây giờ mình định cắm cờ nước khác. Cái đầu tiên là VinFast chuẩn bị cắm cờ bên Do Thái nè, đúng không? Do Thái tức là Israel đó, gì chuẩn bị xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Israel. Mà trước tiên là gì, chúng ta thừa biết là gì, coi như mấy Vino còn sẽ cũng thừa biết Do Thái á, cũng là một nước phát triển, không? Mà bên Do Thái á, nó cũng đâu có thiếu xe. Bên Do Thái nó cũng có Toyota, Honda, Acura, Cadillac, GM, Lexus, BMW, Volkswagen, Wagoneer, đồ này kia tùm lum hết. Nó cũng có siêu xe đồ bình thường. Nó cũng có Tesla như thường. Tức là bây giờ qua VinFast mà qua bên Do Thái á, trước tiên là gì? Nó sẽ không có được cộng đồng người Việt đông như ở Mỹ để mà gọi là có thể hỗ trợ em VinFast được. Nói ngang, nói ngang. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là coi như là again VinFast vẫn phải đấu với tất cả những thương hiệu mà VinFast phải đang đấu ở trên đất Mỹ này, bao gồm cả Tesla. Mà như chúng ta thừa biết rồi đó, là dĩ nhiên chắc chắn 100% nữa là gì, lúc đó chi phí nó còn đội hơn nữa, tại vì hiện giờ em VinFast vẫn 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 đang cắm cờ với nước Mỹ quý vị, mà bây giờ còn té thêm chi phí nữa, phải không? Nhưng mà không sao, tại vì nó coi như là em VinFast bây giờ người ta gọi là chơi là cái bàn mà gọi là gì, nó không nên tập trung trứng vào một gỗ, ha. Thấy cái gỗ trứng Mỹ này thấy có vẻ nó bất ổn rồi. Bây giờ chuẩn bị rút lui rồi, không? Giờ em VinFast cũng đang gọi là chuẩn bị gọi là mở rộng vào thị trường Đông Nam Á, nơi mà em VinFast sau đó về chê quý vị, không? Đó giờ VinFast nơi coi như là gì, cắm cờ là phải cắm cờ chứ đất Mỹ mới quay. Bây giờ chuẩn bị cắm cờ qua bên Indo. Mở again. Qua bên Indo thì em VinFast nó cũng gặp các đối thủ như bây giờ, tức là Toyota, Honda, Acura, GMC, Tesla, thậm chí là BYD của Tàu Khựa nữa. Đúng không? Và cái quan trọng là gì? Again. Chúng ta có quyền tin tưởng là em VinFast đó nha, nó sẽ bị hết tiền. Nó sẽ bị hết tiền. Tại sao? Tại vì đơn giản nè quý vị, nghĩ xem, ở ngay tại quê nhà của em VinFast. Và cái doanh số này đó nghe, là coi như là phân nửa là nó bán cho taxi xanh. Nó mới được con số này. Nếu mà không có taxi xanh á, là coi như là chỉ có vài ngàn xe trong 7 tháng, tức là 1.000 xe một tháng. Mà chúng ta đang nói cái chuyện là gì, ở ngay tại Việt Nam, nó không phải nước nào xa lạ với VinFast hết á, một nơi địa bàn của VinFast mà nó làm ăn còn không xong nữa, thì chúng ta không không có gì, lòng tin nào với em VinFast mà ở thị trường nước ngoài hết. Chúng ta là coi như là chỉ chúc em VinFast được may mắn mà thôi. Ok, nào cắm cờ thì cứ gán cắm cờ đi, coi chừng nếu mà cắm mà coi như là không đủ tiền đó nha. Tại vì cắm cờ trên nước Mỹ là tốn 9 triệu ngày rồi, cắm cờ mấy nước khác cho tốn ít tiền hơn chút á, nhưng mà với cái tốc độ tốn tiền này á, là chẳng mấy chốc là cây cờ nó bị gãy và bị thổi bay về nước. Thôi video đã dài, xin chào tạm biệt quý vị nha. Thôi bye bye, hẹn gặp quý vị những video sau nhé. Bye bye.